tính của cái đất tốt đất mạnh, nhưng là sạch cơ tộc ra ngoài. Bảy vào côn giữa côn cơ. Số 5 bây giờ số 7 bây giờ số 5 số 4 với chúng ta bây giờ đỡ bóng lên số 7 không nhận được bóng qua đây rồi. À, và bây giờ số 5 vừa được thì dẫn hai trang dẫn được bóng lên rồi. Bây giờ số 7 bây giờ số 5 không vào thì dẫn đội thì dẫn sang vào. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tiến Nhanh, chủ cửa hàng ảnh viện áo cưới Tiến Nhanh lên trao quà cho hai đội bóng. Đội Đinh Đức Huy số 9 của tiểu học thị trấn Nguyễn Văn Minh. Nguyễn Văn Minh 3 quả. Vũ Tiến Đạt của thị trấn 1 quả. Nguyễn Tiến Chủ của Minh Đức 1 quả. Và Trần Văn Hoàng của Minh Đức 1 quả. Ba bạn bạn Lê Quốc Huy của tiểu học thị trấn, bạn Nguyễn Văn Minh của tiểu học thị trấn, bạn Nguyễn Vũ Tiến Đạt của tiểu học thị trấn. Rồi, chúng ta đứng thành hàng để chụp ảnh khẩn trương. Khẩn trương. Nào. Rồi, tất cả chúng ta cùng vỗ tay nhá. À, đề nghị chú Nhanh đứng vào để chụp ảnh nhé. Chú Nhanh ơi. Rồi, xin trân trọng cảm ơn. Đề nghị hai đội bóng đang thi đấu và khâu áo của các cầu thủ. Đội Tây Nguyên đội đã có mặt.